Xin chào đại gia đình thân yêu của ha. Giờ Duy sẽ hướng dẫn cho quý anh em mình cái cách cũng như là lắp dây đàn nhanh nhất có thể. Thì nó có hai loại ngựa để anh em mình chỗ dây đàn. Thì em sẽ hướng dẫn cho mấy anh em mình hai loại ngựa. Cách lắp dây đàn rất là đơn giản. Đôi khi anh em nhiều anh em chưa biết, thì anh em nào biết rồi thì hoan hỷ bỏ qua nha. Còn anh em nào chưa biết thì vào tham khảo và chia sẻ để mình tìm hiểu để nhiều anh em biết hơn. Thì cái này thì nó cũng không có khó khăn hay là lớn lao gì hết, nó chỉ đơn giản thôi. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh em mình lắp dây đàn cách nhanh nhất. Những cái dây lớn, dây 4, 5, 6 thì dây 4, 5, 6 thì nó dễ lắp ha. Nhưng mà dây 1, 2, 3 thì nó hơi khó lắp hơn anh em mình hay thường bị cái đó. Lắp dây rất là khó, mỗi lần lắp rất mất nhiều thời gian và nhiều đôi khi có thể là anh em mình sẽ bực bội về cái vấn đề lắp dây đàn. Thì anh em mình chia sẻ nhiều đi, rồi em vô đông đông đi, khoảng vài chục người đi, em hướng dẫn một lần. Anh em mình chỉ chia sẻ với em nha. Em sẽ hướng dẫn anh em mình bảo đảm rất là hay, rất là tiện lợi, hữu ích cho anh em mình. Thì cái lắp dây đàn này nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều anh em chưa biết cái kỹ thuật nó. Tại vì em làm cái này thì em cũng có tìm hiểu, thì em hiểu qua cái cách lắp dây đàn rất là dễ. Và em sẽ chia sẻ với anh em mình cái vấn đề là để mình lắp dây đàn như thế nào cho nó dễ. Thì anh em có thể chia sẻ với em để em nhiều người vô để biết, để người ta anh em làm nghề chung để người ta biết cái cách để mình lắp dây cho nó dễ. Còn nhiều anh em mà nếu mà mình đã biết rồi thì anh em quan hệ bỏ qua cho em. Thì ở đây thì mình có hai loại đàn. Một loại là ngựa đóng phía trước. Ngựa mình đóng chén, mình làm ngựa phía trước, sợi dây ở dưới đít. Sợi dây dưới đít. Không đóng chén. Mà qua một loại ngựa là mình sợi dây từ phía sau. Đó, sợi dây từ phía sau. Đây. Sợi thẳng lên trên, nhưng mà chỉ dây 1, dây 2 thì nó rất là khó xỏ. Nó bé quá khó xỏ. Cho nên là anh em mình rất là khó khăn với việc là mình xỏ dây rồi như thế nào mà cho nó nhanh nhất có thể, đôi khi dẫn đến bực bội. Thì anh em cứ chia sẻ clip cho rộng rãi ra. Vô xem khoảng tầm 20 người đi, 20-25 người đi, em sẽ hướng dẫn cho anh em một lần luôn. Đây. Anh em mời bạn bè vô xem đi nha. Đây. Bây giờ không để anh em mình chờ đợi lâu luôn. Anh em mà vô trải thì xem trải nha. Đây, trên tay em là cộng dây đàn số 1. Đây, dây đàn số 1. Đây. Dây đàn số 1. Đây. Rất là bé nha. Thì với việc mà đàn mà mình xỏ dây á, cái cộng dây mà số 1 với số 1, số 2 á, thì mà dây đó, chứ mà đàn mà mình xỏ từ phía dưới xỏ lên á, xỏ từ phía sau này nha cả nhà. Xỏ từ phía sau lên thì anh em mình bẻ cốp cái đầu dây lại. Đây, gấp cái đầu dây lại. Tại dây nó dài lắm, dây này dài lắm. Anh em bẻ cốp đầu dây lại. Nè, thấy không? Cốp dây lại. Cốp dây. Nè. Cái dây. Đó. Anh em mình cốp lại như vậy. Đó, anh em mình cái gì đơn giản thôi, không cần phải nhìn. Đó. Mình cái dây dòm vô ngay cái lỗ này. Đây. Lỗ này. Nè, thấy không? Xỏ cũng vậy thôi. Đơn giản. Anh em thấy chưa? Đơn giản thôi, không có gì khó. Đơn giản xỏ lên. Thì nó ngay dây nè. Thấy chưa? Cũng như nó đã lên rồi nè. Chưa tới 1 phút. Chưa tới 10 giây. Chưa tới 10 giây. Chị bé xỏ đến 1, 2, 3 lúc lên. Đó. Giờ cái cách để mình quấn cái dây đàn này
quấn dây đàn này mà nó đứt dây mà mình khi mình tháo ra nó rất là dễ. Nó chỉ cần anh em vũ cái lại ra thì anh em đầu dây này xỏ vô. Nè, cái việc này quấn nè, quấn theo chiều này nè. Dán việc phía trước mặt mình nè. Nó chỉ cần quấn lên thôi, không cần phải xỏ, chỉ xỏ ngang quấn như lên nè. Sẽ lắp chắc là đơn giản. Như anh em nói, ủa sao mà xỏ dây phía trước nó dễ hơn phía sau, nhiều người nói xỏ phía sau dễ phía trước, cả hai đều dễ nha, cả hai đều dễ. Thì để em sẽ hướng dẫn cho anh em mình cái mẹo nhỏ thôi, nhiều người thì không biết xỏ. Có nhiều anh nhiều khi quá, gắn ở đây trong chén xỏ dây, gắn ở đây nè, gắn này không xỏ chứ. Cái này là để em chia sẻ, cái này là không có tính tiền bạc gì anh em hết, cho nên là anh em mình chia sẻ lại cho những anh khác nha. Rồi đối với cái đàn mà đóng cái đàn mà mình làm cái con ngựa phía trên này đó, bình thường anh em sợi dây rất là khó. Bằng cách nào để mình xỏ lên cái này thì rất dễ. Đây anh em cái xỏ nó cứ trặc hoài luôn. Nè cầm dây nè. Bình thường anh em xỏ là rất khó nha. Nè, rất khó. Xỏ rất là khó, xỏ nó chạy hoài luôn, rất là khó nè. Đó. Thì anh em mình sẽ dùng một cái ống đây, đây cái ống nè, đó anh em mình sẽ dùng cái ống để làm chi, để anh em mình dùng cái ống đây, thấy không, cái ống, một cái ống này anh em sẽ đặt vào đây, đặt vào phần con ngựa này, đơn giản, rất là đơn giản nha. Cho anh em kiếm cái ống nhỏ thôi, còn cái này em là không có, em lấy cái ống hơi to xíu. Cái ống hoa của anh em lấy. Em dùng tạm thôi, anh em mình kiếm cái ống như ruột giết mực á, rất là dễ, nó vừa cứng nó vừa nó dẻo, cứng dẻo, rất là dễ làm. Bắt đầu ha, mình đặt cái ống vào này, cái ống đặt vào nha, thấy không, đó anh em mình dùng đó, đơn giản tới việc đây là anh em mình biết làm như thế nào. Cái gì sợ rất là dễ, khi cái đàn lạnh xíu anh em mình ghi cái đàn lên xíu. Đây ghi đàn lên xíu, xỏ cũng vậy, nó sẽ lên này. Anh em mình dùng lưu ý mình dùng cái như những cái ống mà, nhưng mà cái ống mà cái chai dầu mà silicon rồi nó xịt đó, cái ống đỏ đỏ thì đơn giản hơn, nó rất là nhanh. Mình đi làm thì mình đem theo đó, tại vì cái đàn mình nó là thiết kế vậy thì mình thấy cần có cái ống đó. Đó đây, cầm dây lên đây cả nhà thấy không đó, thì cái việc mình cứ nắm cái này là mình kéo ra để mình lắp dây thôi, đơn giản, đơn giản hiệu quả nha. Thì nãy giờ thì em muốn chia sẻ hai mẫu với mình đó, để cách để lắp dây đàn cho nhanh nhất. Đó, thì anh em nào thấy có hữu ích thì chia sẻ cho những anh em khác để người ta biết đến, nên cách nó lắp dây đàn dễ. Dạ, cách vô dây thì đơn giản thôi, đàn techco thì mình quấn ngược lại. Quấn lại cái đứt hay dây là mình cứ nắm vô cái là dắt ra. Dây là mình nắm mình vũ cái là văng ra, có gì hết,
rất là đơn giản nha, rất là hữu ích nha. Thì hy vọng cái clip này sẽ lan rộng ra những cho những anh em khác để người ta biết cách để người ta lắp dây đàn cho nó dễ. Đây em đã lắp xong dây rất là nhanh nha cả nhà. Mình chuẩn bị cho mình nếu mà đàn mà mình ngựa mà sợi dây phía trên á, phía trước á, thì anh em mình dùng cái ống này, dùng cái ống nhỏ thôi, cái ống viết mình hết mực cũng được, lấy cái ống mình cắt khúc ngắn thôi. Còn nếu mà có mấy cái ống mà như mà mình ở nhà mình có mấy cái chai mà xịt mấy cái chai dầu silicon G7 rồi đó này kia đó, mình lấy cái ống đó mình cắt khúc, tại nó dài mà nó dài cái gang này, mình cắt khúc nhiêu ra thôi, có 30 thôi, 30 là ok. Rồi chúc anh em mình thành công nha. Rồi shop em thì chuyên kinh doanh các loại đàn, cung cấp các loại đàn cổ nhạc cho anh em mình, và phơ guitar. Chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ.